Hello, xin chào mọi người, mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình. Dạo gần đây thì mình làm rất là nhiều cái video về luyện đi trung học phổ thông để giúp cho các bạn có những động lực và có thêm cái một chút tip kiến thức để có thể luyện đi trung học phổ thông quốc gia. Và mấy bữa nay thì có bạn cũng có nói là mình làm một cái thời gian biểu về ôn khảo trí giỏi, nhưng mà mình quên mất, mình chưa bao giờ thi học sinh giỏi bao giờ cả. Thân của mình chưa bao giờ đi thi học sinh giỏi bao giờ, nên là cái việc mà mình lập một thời gian biểu cho các bạn ôn thi để đi thi học sinh giỏi thì mình chưa làm được. Mình xin lỗi với mọi người, bởi vì mình chưa làm được, mình không muốn làm để cho người khác làm cho mình phải làm được mới nói cho người khác làm. Nhưng nhạc mình là phải đi học với mình thích học nhất môn nào, và suy đi nghĩ lại không phải là môn toán, môn ngữ văn, môn tiếng Anh mà là môn hóa. Thực ra thì nghĩa là trong tất cả các môn thì suy đi nghĩ lại thì môn hóa là môn tốt nhất và đạt điểm cao nhất. Thì sao, tại sao các bạn không biết làm gì để được học tốt như vậy? Mình lại từ một học sinh mà yếu hóa nhất. Mình đang quay thì em điện thoại của mình hết dung lượng. Mình xin lỗi mọi người bởi vì em ấy cũng quá làm việc, quá là kiệt sức rồi đó mọi người. Mong mọi người thông cảm, mình sẽ nói ở trên giấy để cho mọi người hình dung và rõ hơn về câu chuyện của mình nói tiếp theo nhé. Và bắt đầu học năm lớp 8 thì mình học hóa, và việc học hóa của mình rất là tệ. Mình luôn suy nghĩ tại sao là sinh ra một cái môn để bắt bọn mình học như vậy nữa. Và ở học kỳ 1, năm lớp 8 môn hóa của mình ấy, điểm tổng là chỉ có 4.8. Và nhìn cái điểm tổng như thế thì các bạn muốn khóc rồi đúng không? Bởi vì khi mà một cái điểm tổng tệ như vậy thì làm sao mấy cái điểm tổng kết môn nó tốt được và cái học lực nó tốt được. Và nói chung là kỳ 1 năm lớp 8 là mình bỏ luôn. Và may mắn là mình gặp được một cô giáo, và cô tên là Liên. Mọi người hay gọi cô là cô Liên già, mọi người không thích cô. Nhưng đối với mình ấy, mình rất là thích cô. Và mình rất là cảm ơn và biết ơn cô rất là nhiều, bởi vì cô cho mình những cái kiến thức và những cái động lực của một con người chịu nhục để trở nên học tốt hơn. Và nếu mà cảm thấy như là không giỏi và dốt ấy, thì cần chăm chỉ và cặm cụi. Kệ ai nói gì là mình dốt hay là mình như thế nào đấy, thì hãy cứ làm những điều mà mình đang làm để bản thân của mình tốt hơn. Và vượt qua rào cản của sự ngu dốt, và đến học kỳ 2 mình đã được công nhận. Cô Liên đã nói với mình rằng rất là cố gắng. Cái từ đấy khiến cho mình như kiểu là mình đã vượt qua tất cả mọi thứ để làm những cái điều mà không thể mọi người. Đến tận bây giờ mình vẫn biết ơn cô. Tâm lý của bạn khi mà bạn học yếu hoặc là học kém một môn nào đấy ấy, thì các bạn luôn luôn giấu dốt và rất sợ người khác thấy cái điểm dốt của mình. Bởi vì các bạn luôn cảm giác như là mình rất là giỏi và rất là ngầu ấy. Nhưng mà thực ra ấy, các bạn chỉ là một giọt nước thôi. Nếu như người khác đụng vào các bạn ấy, thì các bạn như một giọt nước tràn ly. Và như thế thì các bạn không bao giờ đồng ý với sự dốt nát của mình và bước qua khỏi nó. Và các bạn không dám bước ra khỏi nó bởi vì các bạn không chấp nhận được sự dốt nát của chính bản thân mình, và không dám và không đối mặt với chính bản thân của mình. Việc mà không thuộc bài này nên bạn không biết làm bài như một nỗi ô nhục của bản thân của mình, bởi vì bản thân của mình quá dốt. Nhưng mà biết là mình dốt rồi nhưng mà không dám thoát ra khỏi cái dốt ấy. Mọi người phải nghĩ về tương lai. Mình hay buổi tối mình trước khi đi ngủ mình hay nghĩ về tương lai của mình lắm, nên mình hay suy nghĩ rất là nhiều. Mình luôn muốn bản thân là kiên trì và kiên quyết với mục tiêu của mình. Ngày một ngày mai không thấy được, nhưng mà 100 ngày, 200 ngày thì sẽ thấy được bản thân của mình tốt hơn. Để học tốt hơn thì hãy tiếp cận với nguồn năng lượng tích cực. Đó là hay suy nghĩ về những cái môn mà các bạn cần học và có một cái phương pháp học tập cụ thể, và chơi với những cái bạn hoặc là kết bạn với những bạn học tốt hơn, và hãy hỏi thật nhiều những cái kiến thức mà mình chưa rõ. Tiếp theo đây thì mình sẽ đề cập đến một cái nguyên tắc học tốt môn hóa. Hầu hết mọi người nghĩ rằng là việc giải đề môn hóa là mọi người có thể học tốt môn hóa được. Nhưng mà để học tốt môn hóa thì mọi người cần có kỹ năng và phương pháp, chứ không phải đùng cứ cuốc hụt như con trâu được. Cuốc xong rồi không cuốc nữa thì chết đấy mọi người. Vũ khí tối mật của môn hóa đó là bảng tuần hoàn hóa học. Mọi người luôn nghĩ là cái bảng tuần hoàn hóa học không có giá trị, nhưng mà thực ra nó là một cái giá trị rất là đắt đấy. Và mọi người học những cái nguyên tố quan trọng hay lặp đi lặp lại như là đồng, kẽm, bali, Fe. Và hai cái thứ mà mọi người cần học và nắm chắc nhất đấy là khối lượng nguyên tử và hóa trị. Lý do tại sao khối lượng nguyên tử để các bạn có thể làm và tính toán, và hóa trị để cân bằng phương trình hóa học.
việc cân bằng phương trình hóa học đúng thì các bạn có thể giải đúng. Còn nếu mà cân bằng sai thì dù các bạn cân bằng như thế nào thì giải cũng sai thôi. Và hiện tại thì các bạn thi trắc nghiệm và mỗi một bài trắc nghiệm như vậy thì nó có những cái bài và có phương trình khác nhau. Thì để mà cân bằng phương trình đúng thì mọi người cần phải biết hóa trị của cái nguyên tố đấy đúng. Thì các bạn cân bằng mới đúng được. Khi mà đúng rồi thì các bạn mới làm ra kết quả đúng được. Đúng không? Thế nên là tùy theo phương pháp học của mỗi người thì hãy ghi chú, nhớ và học thuộc những cái nguyên tố quan trọng và hay gặp nhé. Và điều thứ hai mình muốn các bạn ghi nhớ về việc học khóa đó là hãy học khóa theo hệ thống, đừng học khóa riêng lẻ. Như các môn khác thì các bạn sẽ học theo chương thì mỗi chương nó sẽ có sự liên kết với nhau. Còn học khóa thì mình học theo hệ thống từ lớp 8 đến lớp 12. Mình thấy các kiến thức từ năm lớp 8 đến năm lớp 12 nó còn vận dụng nữa. Nên việc mà các bạn học theo hệ thống ấy càng tốt từ năm lớp 8, lớp 9 ấy, thì khi mà các bạn lên cấp 3 các bạn sẽ có một cái hệ thống và có một cái gốc để các bạn có thể học tiếp và học tốt hơn. Giống như việc là các bạn đã có móng, có nhà, có mái rồi, các bạn chỉ cần mua thêm những cái nội thất ở bên trong nữa thôi. Và việc mua nội thất thì cần có nhiều tiền, nên các bạn cần có nhiều tiền thì các bạn cần học tiếp thêm. Khi mà mở rộng rồi có tiền thì các bạn sẽ mua nội thất bên trong, giống như việc là các bạn đã có căn nhà. Những năm tiếp theo thì các bạn có tiền thì các bạn sẽ mua thêm những cái nội thất trong căn nhà hoặc là xây dựng thêm những cái cấu trúc phụ. Giống như việc là các bạn đã xây nhà xong rồi, nhà tốn tiền còn nội thất cũng tốn tiền nhưng mà không tốn tiền bằng việc xây nhà, đúng không? Vậy thôi, cứ xây nhà trước đi để che nắng che mưa, còn nội thất thì có tiền mua sau cũng được. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn hiểu là một cái gốc. Ví dụ oxit axit với bazơ chẳng hạn. Ví dụ như là oxit cộng bazơ tạo ra chất gì và phản ứng người, đó là kết quả cộng biệt giải đề. Kết quả ở đây không phải là kết quả của việc các bạn được 10 điểm hay là 9 điểm hay là điểm maximum môn hóa, mà là kết quả quá trình các bạn rèn luyện từ một học sinh yếu và từ một học sinh học không tốt. Các bạn thấy các bạn đã học được những gì và các bạn đã ôn được đến đâu. Và khi mà các bạn ôn được rồi ấy, thì các bạn giải nhiều đề. Và khi mà giải nhiều đề rồi ấy, các bạn sẽ dần dần trở thành một master. Và các bạn sẽ rất là giỏi. Và khi đấy các bạn giỏi rồi ấy, các bạn sẽ chuyển qua học thêm thực hành. Thực hành là cái thứ mà mình nói là các bạn, đó là một cái thứ siêu ngầu để các bạn có thể nhớ và giải đề. Việc học thực hành sẽ giúp mọi người hiểu được bản chất của chất và hiểu được rằng khi mà chất kết hợp với nhau nó sẽ như thế nào. Và ngoài ra ở khi ở nhiệt độ cao nó sẽ bay hơi hoặc là ở nhiệt độ thấp nó như thế nào. Khi kết hợp với một chất khác nó có kết tủa hay không. Và khi mà kết hợp với chất khác, khi mà các bạn nhúng quỷ tím vào một cái chất tạo thành ấy, nó sẽ có màu gì. Và mình rất là thích thực hành môn hóa. Ngoài ra thì mình luôn nhắc đến các bạn về việc mà các bạn cần học hóa trị thì có phương trình đúng có kết quả cao, và kết quả cao thì điểm sẽ cao. Nên là mọi người hãy nhớ những gì mà mình lưu ý nhé. Hãy xem môn học các bạn ghét như là một sở thích của các bạn và sở trường của các bạn. Hãy luyện tập từ từ, khi mà các bạn ghiền rồi các bạn sẽ bị ghiền đó luôn ấy. Và giống như việc là các bạn hay đọc sách thì các bạn hãy học khóa, hay làm cái gì đấy thì mọi người cứ làm. Mọi người làm và mọi đời đừng có trong tâm trạng là các bạn ghét, thì các bạn sẽ tự nhiên thích cái những cái khuyết điểm và những cái dốt của các bạn. Thì các bạn sẽ thay đổi được các bạn, và các bạn sẽ học tiếp và vượt qua những mặc cảm của bản thân. Và để ôn luyện thì các bạn không cần phải học tất cả những cái kiến thức gốc đâu. Các bạn chỉ cần học lại và ôn lại những cái kiến thức chính và những công thức chính. Và ngoài ra thì các bạn có thể đi học thêm, đi giải đề hoặc là tìm ở trên web để giải đề thêm, để xem các bạn ngầu như thế nào. À, nếu như là mọi người đang học rất là yếu một môn học nào đấy, kể cả môn hóa hoặc là yếu một môn nào đấy, mọi người rất là ghét, thì có một cách là hãy yêu cái môn các bạn ghét, giống như việc các bạn yêu crush của các bạn. Mình lấy ví dụ nhá. Ví dụ như các bạn thích bạn đấy, lúc nào cũng phải vào xem bạn đấy như thế nào, thì giống như việc môn hóa của các bạn. Các bạn rất là ghét môn hóa, nhưng mà bây giờ các bạn cứ nghĩ là các bạn thích môn hóa đi. Các bạn sẽ mỗi ngày xem cái môn mà các bạn đang học yếu như thế nào. Có rất là nhiều bạn thích Blackpink, nhất là BTS. Các bạn rất là thích cuồng BTS luôn. Ngày nào cũng phải vào xem mấy oppa đang làm cái gì, đang làm cái gì. Các oppa có cười, các oppa có dễ thương hay không. Tại sao cái môn mà các bạn không thích hoặc là những gì các bạn không thích, các bạn cũng phải vào như thế đi. Các bạn làm như thế đi. Các bạn nói ôi trời ơi, tôi yêu môn hóa quá, tôi yêu môn Anh quá, tôi yêu môn Toán quá, để vào xem mà có cái gì. Giống như việc các bạn thích một ai đấy vậy. Thì sau khi một khoảng thời gian như vậy, các bạn sẽ bị cuồng, giống như các bạn cuồng thần tượng K-pop của các bạn vậy.
Hiện tại thì có thể năm nay đề thi sẽ thay đổi và kỳ thi năng lực đang diễn ra rồi, nên là mình hy vọng là các bạn hãy tập trung ôn thi và rèn luyện bổ sung những cái kiến thức đang khuyết và những cái môn mà các bạn đang học rất là yếu. Mình từ một học sinh dốt môn hóa, không biết cái gì về hóa, lên bảng không biết làm bài, được điểm 2 và tổng kết môn 4.8 môn hóa năm lớp 8, đến một học sinh thi hơn 9 điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Nên mình hy vọng là mọi người đừng có bao giờ nghĩ là mọi người thất bại, hãy cứ cố gắng trên con đường mà các bạn lựa chọn. Không có gì là không thể, có rất là nhiều người xuất phát từ số 0 nhưng mà họ bây giờ đang là ở số 8, số 9. Và để ở số 10 thì các bạn cần phải nỗ lực rất là nhiều. Và đây là những cái chia sẻ thật lòng của mình từ một học sinh yếu môn hóa, không biết gì, lên bảng không biết gì, trở thành một học sinh học rất tốt môn hóa, và môn hóa là môn học tốt nhất trong tất cả các môn của mình. Và hãy biến những cái khuyết điểm thành ưu điểm của mình, và hãy bắt đầu ngay bây giờ hoặc là không bao giờ cả. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ tinh thần của mình. Và mình sẽ cố gắng ra những cái video tiếp theo về những cái chủ đề ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yêu tất cả mọi người.